Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý lớp 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập để chúng ta chuẩn bị kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2. Và hôm nay, cô sẽ ôn tập cho các em phần địa lý. Trong phần kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2, hình thức kiểm tra sẽ gồm trắc nghiệm 4 điểm và tự luận 6 điểm. Với số câu trắc nghiệm là 16 câu, trong đó gồm có 8 câu địa lý và 8 câu lịch sử, và 4 câu tự luận gồm 2 câu địa lý, 2 câu lịch sử. Và thời gian các em làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2 là 60 phút. Và cô sẽ ôn tập cho các em những nội dung chính của phần địa lý. Về phần lý thuyết, các em sẽ học những bài sau đây. Bài 14, biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài 15, thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương. Bài 16, thủy quyển và vòng tuần hoàn nước, nước ngầm, băng hà. Bài 17, sông và hồ. Bài 18, biển và đại dương. Còn phần bài tập của phần địa lý thì các em sẽ phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương. Nội dung của bài 14, biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ở phần 1 La Mã, các em sẽ tìm hiểu về biến đổi khí hậu, gồm có phần khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, tác động của biến đổi khí hậu. Và ngoài ra, các em còn tìm hiểu về những giải pháp nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu đối với trái đất của chúng ta. Ở phần 2 La Mã, các em sẽ tìm hiểu về cách phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Một số biện pháp phòng tránh thiên tai các em cần đọc thêm ở sách giáo khoa trang 162. Và một số biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu gồm có tăng cường trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng nước và thực phẩm hợp lý tiết kiệm. Đối với bài 15, đây là bài thực hành. Các em cần phải biết cách phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương. Và đây là hình biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của Valencia. Và đây là biểu đồ dạng cột và gồm có trục tung bên trái thể hiện lượng mưa với đơn vị là mm, trục tung bên phải thể hiện nhiệt độ với đơn vị là độ C, và trục hoành nằm ngang ở phía dưới thể hiện các tháng trong năm. Và khi quan sát biểu đồ, các em cần phải biết cách tìm tháng có nhiệt độ cao nhất và tháng có nhiệt độ thấp nhất. Thì đầu tiên, các em cần phải xác định nhiệt độ được thể hiện bởi đường màu đỏ, còn lượng mưa được thể hiện bởi những cột màu xanh. Chính vì vậy, để đo được nhiệt độ cao nhất, các em sẽ căn cứ vào đường nhiệt độ màu đỏ. Thì trên đường nhiệt độ màu đỏ này, các em sẽ chọn điểm cao nhất. Từ điểm cao nhất, các em dùng thước nối một đường xuống trục thể hiện các tháng bên dưới để xác định được tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 8. Và tương tự, từ điểm cao nhất này các em sẽ đặt cây thước nằm ngang, nối một đường sang trục tung nhiệt độ bên phải thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được nhiệt độ cao nhất sẽ là 15 độ C rơi vào tháng 8. Tương tự, để tìm tháng có nhiệt độ thấp nhất thì cũng trên đường nhiệt độ, các em sẽ chọn điểm thấp nhất. Từ ngay vị trí thấp nhất này, các em sẽ nối một đường thẳng xuống trục tháng bên dưới. Và chúng ta thấy được tháng có nhiệt độ thấp nhất đó chính là tháng 12 và nhiệt độ thấp nhất khoảng 8 độ C. Khi đã có được nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất thì chúng ta sẽ tính được nhiệt độ trên lệch, là chúng ta sẽ lấy nhiệt độ cao nhất trừ cho nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ trên lệch sẽ là 7 độ C. Ngoài ra, chúng ta còn phải tìm những tháng có mưa trên 100mm, bởi vì các cột màu xanh thể hiện lượng mưa của các tháng trong năm, nên khi tìm các tháng có mưa trên 100mm, các em sẽ dùng cây thước đặt ngang từ vị số 100mm trở lên. Thì những tháng nào có lượng mưa trên 100mm là nó sẽ nằm phía trên cây thước, và căn cứ vào hình, chúng ta sẽ có được những tháng mưa trên 100mm. Đó là tháng 1, 2, 3, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Và cuối cùng, để biết được tổng lượng mưa của Valencia là bao nhiêu thì chúng ta nhìn số liệu trên cái biểu đồ này.
Đây là con số tổng lượng mưa của Valencia, 1.416 mm trên năm. Tiếp theo là nội dung của bài 16, Thủy quyển và vòng tuần hoàn nước, nước ngầm băng hà. Một La Mã, thủy quyển, thành phần chủ yếu của thủy quyển. Như các em đã biết, thủy quyển chính là toàn bộ lớp nước bao quanh trái đất, gồm lớp nước trên bề mặt và bên trong của vỏ trái đất. Và ngoài ra gồm có nước ở các đại dương, biển, sông hồ, đầm lầy, nước dưới đất, chúng ta còn gọi đó là nước ngầm, tuyết, băng và hơi nước trong khí quyển. Hai La Mã, vòng tuần hoàn của nước. Vòng tuần hoàn của nước chính là sự chuyển động của nước trên trái đất theo những chu trình khép kín, gồm có hai giai đoạn, vòng tuần hoàn nước nhỏ và vòng tuần hoàn nước lớn. Phần 3 La Mã, nước ngầm, hay còn gọi là nước dưới đất, và băng hà, còn gọi là sông băng. Nước ngầm chính là nguồn nước nằm dưới bề mặt đất do nước mưa, băng tuyết tan và sông hồ thấm vào mặt đất mà thành. Và các yếu tố tạo nên lượng nước ngầm, nhiều hay ít, mực nước ngầm nông hay sâu sẽ phụ thuộc vào địa hình, nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi của hơi nước. Và vai trò của nước ngầm đối với đời sống thực vật sinh vật trên bề mặt trái đất là cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới quan trọng trên thế giới. Ngoài ra, nước ngầm còn góp phần ổn định dòng chảy của sông ngòi, cố định lớp đất đá bên trên và ngăn chặn sự sụt lún của đất. Hai nhỏ, băng hà. Băng hà chiếm đến 99% ở vùng cực, trong đó ở vùng Nam Cực chiếm đến 90%. Và băng hà có một vai trò rất là quan trọng bởi vì đây là nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất trên trái đất của chúng ta. Tiếp theo là nội dung bài 17, sông và hồ. Một La Mã, sông và lưu lượng nước của sông. Đầu tiên các em cần phải tìm hiểu lại các bộ phận của một dòng sông. Sông chính là một dòng chảy thường xuyên của nước, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Và sông sẽ gồm có những các nguồn cung cấp nước như là nước mưa, nước ngầm, băng tuyết tan. Và sông sẽ gồm có các như là sông chính, phụ lưu, chi lưu và cửa sông. Và các bộ phận này sẽ gộp lại để tạo thành một hệ thống sông. Hai nhỏ, lưu lượng nước sông. Lưu lượng nước sông là một lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong thời gian một giây. Và đơn vị để tính lưu lượng nước của sông thường là mét khối trên giây. Và ngoài ra, sông sẽ còn có chế độ dòng chảy hay còn gọi là thủy chế. Thủy chế của một con sông chính là nhịp điệu thay đổi lưu lượng nước của con sông đó trong thời gian một năm. Hai La Mã, hồ. Nếu như sông là một dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, thì hồ chính là một dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín và không trực tiếp thông ra biển. Và hồ thì có nguồn gốc hình thành và nhiều hình dạng khác nhau. Và cô đã phân tích với các em trên lớp, đó là gồm hồ có nguồn gốc từ tự nhiên và hồ có nguồn gốc nhân tạo do con người tạo nên. Và trong những hồ có nguồn gốc từ tự nhiên thì gồm có hồ miệng núi lửa, hồ vết tích của một khúc sông cũ, hồ băng hà, v.v. Ba La Mã sử dụng tổng hợp nguồn nước sông và hồ. Thì nước sông và nước hồ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giúp con người có nơi để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Và dựa vào nguồn nước sông thì con người có thể xây dựng nhà máy thủy điện. Và ngoài ra sông còn giúp giao thông vận tải đường sông, đường thủy phát triển. Và hiện nay con người còn phát triển ngành nghề du lịch, thể thao, giải trí trên sông và hồ. Và cuối cùng là nội dung bài 18, biển và đại dương. Một La Mã, các đại dương trên trái đất. Đại dương thế giới là một lớp nước liên tục, bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt trái đất của chúng ta, bao gồm có 4 đại dương, đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Và hai La Mã, nhiệt độ, độ muối của nước biển và đại dương. Nước ở biển và đại dương có vị mặn và độ muối trung bình của nước đại dương là 35 phần ngàn. Nhiệt độ trung bình của bề mặt toàn bộ đại dương trên thế giới là khoảng 17 độ C. Và ba La Mã, sự vận động của nước biển và đại dương. Nước biển và đại dương có 3 sự vận động chính. Một là sóng biển. Sóng chính là sự chuyển động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển. Nguyên nhân sinh ra sóng chính là gió. Gió càng mạnh thì sóng càng lớn. Ngoài ra còn có một loại sóng nữa, đó là sóng thần, do những trận động đất ngầm, núi lửa ở dưới đáy đại dương tạo nên. Hai nhỏ, thủy triều, chính là hiện tượng nước biển dâng lên hạ xuống trong một thời gian nhất định. Và nguyên nhân để sinh ra thủy triều
chính là do sức hút của mặt trăng và mặt trời. Và vận động cuối cùng đó chính là dòng biển. Dòng biển là các dòng nước chảy trong các biển và đại dương, có hai loại dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Và dòng biển có ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu của khu vực ven bờ nơi có những dòng biển nóng và dòng biển lạnh này chảy qua. Cô vừa ôn tập lại cho các em những nội dung chính của phần địa lý để các em chuẩn bị kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2. Các em về nhà cần học bài theo đề cương ôn tập cô đã phát và xem lại những nội dung cô đã ôn tập để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 thật tốt. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.